chào 5 ngôi sao cũng như là 100 ngôi sao khác đang ở phía dưới đang chờ được mình để trở thành tỏa sáng, đặc biệt là ngôi sao lớn nhất đang ngồi bên cạnh tôi. Cảm ơn. Em nghe anh nói mà em say mê mà em không có nghĩ gì khác luôn á. Ôi trời ơi. Oh my God. Vậy là sức hút ở rất gần thưa quý vị từ anh Đàm. Trời ơi. Em đã trở thành sát thủ chém từ khi nào hay vậy? Em và anh đã khác xưa rồi. Em đâu còn như ngày xưa nữa. Bé và em nhớ một điều, nó thành nguyên tắc luôn rồi. Khi anh ngồi cạnh em thì tất cả mọi thứ đều về nhì hết. Ca sĩ thì thường có một giọng để nhớ. Ví dụ Mỹ Tâm cất lên cái là biết liền Mỹ Tâm liền. Em hát rất là tỉnh, nhưng mà mình phải cần có cái tình. Dạ, dạ đúng rồi, để anh wow. Tỉnh thì em phải tình chứ. Nghĩa là cái vậy. Nên là, cho nên là khó đó. Có cần mọi người xem cái bản tôi viết đây không? Y chang như cô ấy vừa mới đọc xong. Đó mà. Em hiểu, mà. Em hiểu. Giống như nãy giờ vậy chúng đó. Chúng ta là trời xanh một cặp đó. Trời xanh một cặp, đôi hoàn hảo luôn á. Em cứ thấy dễ thương nhỉ? Dễ thương thì thương cười đi. Cười cũng dễ thương luôn. Tự nhiên 25 tuổi thì tự nhiên giờ mình khác rồi. Em ơi. Bé, dạ. Mốt bây giờ là mình cưới nhau đi chị ơi. Dạ thì chị cũng hơn em có 2 tuổi chứ mấy. Thì có sao đâu. Cái lên 2 gì trai không 1. Hai em ơi. Yeah, yeah, ứng xử xuất sắc. Dạ. Giọng ca bất bại phát sóng vào lúc 20:35 từ ngày 27 tháng 6 năm 2018 trên kênh HTV7.